lên đất bảo hòa, nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên. Gương núi ngọc đông hoang ngô ngay tịt lòng ông bằng hình đến nhạc nhạc thôi đắc nhạc phục từ sông khi có thứ nam mô có chữ nam mô sông khi có chữ nam mô a di đà phật hoàng đi dẫn đồng ốc bảy có phép tận thông hoàng lòng nhân khai quang thấp từ diệu khai cung chiếu mưa sương nghi nga tinh tàng cung xa kim phục hoàng lân cận thanh chúa thiên xuống người thank you.
phong hoa tuyết nguyệt đường mi. Dâng câu tiên bảo chúa chúa lời mà Huế phong chúa trên nô lòng tiên chúa nghi trên cô lòng tay bình ngọc đi các bàn tiên đứng trên rất quan trọng bảy huyền tượng kim ban già ô long huyền tượng kim bàn đỗ đông cùng già long tỉnh lúc lúc thanh nhàn hoàng thiên vui thank you.
diện màu hương hào tươi vẻ ngọc dùng nghi con hoa bảy tươi tốt khác nào hoa. Khi vui cũng tiên lúc người đồng lắng nghe cũng đàn hạt vui thu hoa tiên lúc âm
khuyên ai, ông bày khuyên ai giữ cho thì đạo làm người đi đi trước cửa Phật và lấy chữ gì đã làm bảo hòa có quả quả hòa bay đầy đồ chỉ người chức nghi